đánh giá ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung vượt giải vật cản đặc biệt. Ban tổ chức mà nòng cốt là Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu cho biết các đội tuyển đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm trong thi đấu. Từng cặp đấu đã chấp hành nghiêm quy chế của hội thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo đánh giá của ban tổ chức, trình độ thao tác sử dụng trang thiết bị của các đội tuyển có rất nhiều tiến bộ so với mọi năm. Thao trường của Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn dậy sóng với những màn tranh tài quyết liệt. Một số lỗi nhỏ của các đội tuyển trong quá trình thực hiện nội dung thi cũng được ghi nhận. Tuy nhiên, các hạn chế này hoàn toàn có thể khắc phục được. Những kinh nghiệm rút ra sau từng ngày thi, từng nội dung thi sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện cho hai đội tuyển của Việt Nam tham gia môn thi vùng tai nạn tại Army Games 2022 dự kiến tổ chức tại Việt Nam. Kết quả ngày thi đấu thứ nhất, 6 đội tuyển đạt thành tích cao, đang tạm dẫn đầu là đội tuyển quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3, quân đoàn 1, binh chủng công binh, binh chủng đặc công. Điều kiện thi đấu rất là khắc nghiệt. Như chúng ta đã thấy ở đây, thao trường ở đây rất là rộng lớn. Các chướng ngại vật cũng như các vật cản và các nội dung thi đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cũng như là kỹ năng rất là nhanh nhẹn. Chỉ cần một phút lơ là, thiếu tập trung là dẫn đến là mất an toàn và điều đó là sẽ bị trừ điểm và ảnh hưởng đến thành tích chung của toàn đội. Đội tuyển thường ngày được tập rất là khắc nghiệt. Buổi sáng chạy dài đều dậy, mỗi buổi sáng chạy đều chạy 5-6 cây. Còn trong các buổi tập thì huấn luyện viên đã được tôi luyện qua rất nhiều mùa hội thao hội thi nên là huấn luyện viên cũng rất nhiều kinh nghiệm. Chiều nay các nội dung thi đấu thứ 3 mang tên về đích sẽ được triển khai. Các đội thi đang rất quyết tâm để về đích cùng chiến thắng.